Không được vào. Vào không, không được vào. Mọi người cũng không dám vào. Không ai vào những cái dịp bình thường này cả. À, bị đơ người à? Vâng. Tức là vô tình vào đây là đơ người. Vâng. Con người mình đang bình thường ấy thì thành đổ bệnh. Tức là nếu mà tự nhiên một ai đấy lạ vào thì sẽ không khỏe cho cả làng luôn. Không biết thật không nhưng mà từ trước đến nay nó cứ hay thế. Mà nếu muốn bắt hương giờ là phải một con chó. Cái miếu này là chỉ có thích chó, ăn chó. Các bạn thân mến, hiện nay thì Nam đang có mặt tại Mai Châu, Hòa Bình. Khi mà tới một khu vực có rất nhiều người Mường sinh sống thì họ nói với Nam về một cái miếu. Cái miếu này họ dành cho nó một cái sự tôn thờ và một cái sự sợ hãi. Bây giờ thì chúng ta thử tới đây để hỏi một số những cái người dân họ đang làm ruộng ở đây này, để xem là có đúng như những cái lời đồn đại đó không, và cái miếu đó ở đâu, và chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu nhé. Nam nghĩ rằng là đây chỉ là những cái tín ngưỡng, những cái tôn giáo, cái niềm tin của họ thôi. Còn thực chất cái miếu đó nó đáng sợ như nào thì có lẽ chúng ta phải trực tiếp tới thì chúng ta mới có thể biết được. Xin chào mọi người ạ. Chào anh chị. Mọi người dừng tay hết là mình ngại ghê. Cho em hỏi là các anh chị là người đồng bào người Mường à? Người Mường ạ, vâng. Em nghe mọi người nói rằng là ở gần đây có một cái ngôi miếu mà khi mà mình bị mất cái gì ấy, xong mình đến hoặc là mình không tìm thấy cái gì á, mình đến mình khấn, mình làm lễ thì một thời gian sau sẽ tìm thấy đúng không ạ? Không, ở đây nó phải có người ở đây làm lễ cơ, còn mình là tự làm thì. À. Nó phải có người. Tức là đúng là có một cái miếu như thế, nhưng mà phải có người biết cúng, biết làm lễ thì mới tìm được đồ vật đúng không ạ? À, bởi vì em cũng nghe nói rằng là ví dụ trâu bò bị mất hay là người nhà thậm chí đi lạc thì đến đây làm lễ thì cũng thấy quay về. Và mọi người rất sợ và tôn thờ cái nơi đấy đúng không ạ? À, cho em hỏi là cái miếu đó là ở đâu ạ? Ở đằng sau. À, ở đằng sau à? Bây giờ ví dụ như có một ai mà đưa em tới đấy thì có được không ạ? Không, có người cái này nó miếu này nó riêng mà nó phải có người biết tuấn bái đã, biết kiểu người Mường mò ấy. À, thầy mò của người Mường đến thì mọi người mới bắt đầu mới dám đến đúng không? Mới vào. Còn bình thường là không ai dám vào. À. Ít người vào. Vâng. Và tôi đã làm quen được với anh Hùng, cũng là người sinh sống ở gần đây. Thì bây giờ anh có thể, anh em mình có thể đi lên cái ngôi miếu đấy được không? Hả? Lên mình không sờ mó gì thì không sao. Vâng, thì em không sờ mó gì đâu mà. Mình chỉ đứng mình quan sát thôi. Vẫn hỏi à? Xin phép đúng không? À. Ông ơi. Ông. Cho hỏi, ví dụ giờ mình mà lên chỗ này mình không sờ mó thì có ảnh hưởng không? Không sờ mó gì đấy. Không được vào. Vào không, không được vào. Thiêng. À. Tức là ngày ai có việc gì phải có thầy mo để vào đã. Thiêng có ấy thì mình đang vào, bình thường là đang vào. Thường là cũng không được vào. À. Tức là bắt buộc phải có thầy mo đưa đi, còn nếu mà một người bình thường muốn vào là không được phép. Mọi người cũng không dám vào. Mặc dù cái ngôi miếu đấy ở ngay sau lưng tôi thôi, là ở đây mình có thể nhìn thấy. Và nếu như không có sự cho phép của, tức là chả ai dám cho phép luôn. Cái này là cũng phải có, nó vào cái cái niềm tin của mọi người ấy. Thì bây giờ ví dụ như em rất muốn tìm hiểu để xem ấy, xem cái ngôi miếu ấy, thì có làm cách nào để vào xem được không anh nhỉ? Thì em cũng có một chút lễ. Cái đấy không biết được. Ở người ở đây, tức là dân ở đây, người ta phải làm cái gì, muốn vào thì người ta phải có. Đấy, người ta mới vào chứ. Không được. À, bình thường kiểu đến lễ không là không được. Bắt buộc là phải có một lý do gì đấy
quan trọng, ví dụ như tìm cái đồ vật gì đấy đúng không? Có mục đích gì đấy là phải mang theo thầy mo. Thế ví dụ bây giờ em mà muốn xin phép vào thì là có một ai có khả năng cho phép không nhỉ? Ông trưởng xóm à? Trưởng xóm căn hộ mình đây. Căn hộ hay căn mình đây? Trưởng xóm căn thượng. Căn thượng đây. Mỗi một xóm nó một khác nhau, nhưng mà đây là trưởng. Đây nó ba xóm. À. Tức là có bao nhiêu xóm thì thờ chung cái miếu này ạ? Vâng, ba xóm. Cả ba xóm luôn. Nhưng mà như dịp mà đầu năm là căn thượng bắt buộc phải lên trước. Lên trước. À. Ở đây được lên trước này, mới khan kia này. Khan cuối dưới kia lên sau. À, tức là có ba xóm là khan... Khan đây là khan thượng. Khan thượng này. Đầu tiên là khan nào được cúng trước ạ? Khan thượng. Khan thượng trước này, sau đấy là đến... Khan hò. Khan hò. Và cuối cùng là khan hạ. À, tức là ba xóm mà thờ chung một cái miếu, nhưng mà để mà ngày lễ Tết ấy thì phải theo thứ tự như thế. Nhưng bây giờ... khó nhờ. Thả nào là ngay từ đầu thì tôi đã nghe mọi người cảnh cáo rằng là họ rất là sợ và không muốn vào, không muốn đưa mình đi. Không tự nhiên tự tiện vào được. Nhưng mà bây giờ ví dụ có một cái mục đích. Có mục đích là đến để... Nhưng mà cũng phải có hỏi thăm trưởng xóm, cho hỏi thăm thầy mo là mình phải mang cái gì được phép mang vào. Vâng. Phải có cái gì được phép vào. Vâng, tức là phải có sự đồng ý của trưởng xóm và thầy mo sẽ tư vấn xem là mang theo những cái đồ lễ gì đến thì mới được phép. Thì bây giờ trưởng xóm ở đâu nhỉ anh nhỉ? Ra ngoài này. Vâng. Thế giờ như nào anh nhỉ? Thì đấy, ra nếu mà chú muốn đấy thì giờ phải ra trưởng xóm hỏi, xong đều là gọi thầy mo thôi. Vâng. Phải nhờ thầy mo. Ví dụ cho bảo cho mang cái gì được mang vào mới mang. Ví dụ như bánh trái chẳng hạn, ví dụ như thế. Được, hay mình đi thử đi nhá. Rồi. Ông làm nhá. Sau một hồi thì chúng tôi quyết định rằng là sẽ đi tới nhà trưởng xóm và nhờ chú ấy tư vấn tiếp, có thể là tìm đến một vị thầy mo để xem là chúng tôi sẽ phải mang theo những cái gì. Bây giờ thì chúng ta đi thôi. Xin chào các anh chị nhá. Dạ. Tôi thấy có mấy thanh niên ở đây. Chào cô. Chào bọn em nhá. Cho anh hỏi là bọn em biết chú trưởng xóm ở đây không? Có. Nhà nào? Em có thể đưa anh ra đấy được không? Đi làm việc á? Bây giờ đi làm gì? Đi làm ruộng hay làm việc gì? Đi làm ruộng. Thế à? Thì ruộng nào em có biết không? Nhưng mà có chắc không? Hay là bên mình cứ kiểm tra xem có nhà không đã, xong nếu mà không có thì xuống ruộng. Nhá. Anh bảo này, anh nghe nói rằng là có một cái miếu ấy, của người đồng bào mình ấy, mà bên muốn vào đấy là phải có thầy cúng với cả trưởng xóm cho phép thì mới được đi đúng không? À, thế bọn em đã bao giờ vào đấy chưa? Bọn em được ạ. Tức là lúc đấy là nhà có lễ thì đi thôi đúng không? Vâng, có lễ thì mình mới được đi ạ. À, đâu nhà bác thì đâu? Đây luôn á? À? À, ở đây mọi người không khóa cửa nhỉ? Không. À, đây cũng chỉ là cái phần sân ở ngoài thôi, còn ở trong mới là nhà, ở trong mới khóa. Thì bây giờ... mệt nhỉ, bây giờ làm sao biết được bác cái làm ruộng ở cánh đồng nào. Bây giờ thì là trời cũng rất là, đang rất là nắng. Mà ở đây thì cái ruộng nó cũng mênh mông này, cũng rất là nhiều thửa ruộng trải dài theo con đường này. Em ấy bây giờ đi về hướng này khoảng bao lâu thì gặp cái chỗ, cái ruộng của bác ấy nhỉ? Hoặc là bác ấy như nào thì anh có thể nhận ra nhỉ? Đi khoảng, đi thẳng xuống có đường rẽ rồi. Xong lại còn rẽ, rẽ trái nữa. À. Rồi, anh cảm ơn nhé.
chị bây giờ mà em muốn vào cái miếu được không? Nhưng mà vào để làm gì? Tức là em muốn tìm hiểu để xem ấy. Em vào lúc nó không khỏe cho cái làng này. À. Tức là nếu mà tự nhiên một ai đấy lạ vào thì sẽ không khỏe cho cả làng luôn. Số em cao ấy thì em không sao, nhưng mà một người ta sẽ tìm đến cái người trong làng đấy. Người ta không khỏe. Không biết thật không, nhưng mà từ trước đến nay nó cứ hay thế. Lúc người ta ốm, người ta ngất hay sao, người ta miệng người ta cứ nói lẩm bẩm, không nghe nói gì thế này. Tức là nếu mà một ai đấy vào thì nếu mà người đấy mà yếu vía thì có thể là bị lẩm bẩm, bị ốm. Còn nếu mà người đấy mà cao vía thì không bị sao, thì là một trong những cái người ở trong làng này sẽ bị. À, thả nào mà khi thấy người lạ mà lai vãng ở khu vực cái miếu này thì mọi người đều rất là cảnh giác nhỉ? Mọi người đều nhìn không thích cho vào. Vâng, rồi em cảm ơn nhé. Không cảm đấy nhá. Vâng, không sao. Nếu mà không thì cứ mang thịt chó lên à? Thì con chó đang nhờ cái ông biết cúng, ông cúng thế là mình vào ấy thoải mái mà. À, tức là mọi người luôn nói rằng là nếu mà muốn tới, muốn vào trong cái miếu đấy là phải thịt chó. Ờ, chứ chó để cúng. Chó khoảng 12, 13 cân cũng được mà. Chó 12, 13 cân là cũng được đúng không? Cơm nếp xong lại có 2 con gà ấy là cái gì đấy. À. Vâng, rồi em cảm ơn ạ. Để rút ngắn cái thời gian cũng như là công sức gặp được chú trưởng thôn thì vừa rồi chúng tôi đã xin được số của chú ấy và anh Hùng đã giúp gọi điện. Thì không biết là tình hình như nào anh nhỉ? Chú Ngoan trưởng xóm là bảo bây giờ là nếu mà vào cái đền đấy là tự nhiên mà vào là không được, mà không được thắp hương, không được ấy bánh trái, rồi không được sờ đến mà không được thắp hương. Mà nếu muốn thắp hương giờ là phải một con chó. Tức là thắp hương là phải mổ một con chó. Một con chó để xin phép vừa được đền mới đồng ý và cho lộc, xin lộc các thứ nữa thì nó mới yên tâm mới ấy được, không là vào linh tinh là đi đường là không an toàn. Thế thì bây giờ mình không xin, tức là mình không làm lễ mà mình đến không thôi thì như nào? Đến không là không được phép, không được, đền rất là thiêng. Nó làm cho bị ốm đau chẳng hạn như thế. Tức là bây giờ là chỉ còn cách là mổ chó được. Mổ cách chó. Nhưng bây giờ không muốn mổ chó thì là không được vào. Không được vào. Ây da, khó nhỉ. Cái đền này từ xưa đến giờ thì một năm một lần là cứ trưởng xóm rồi là các thầy cúng ba xóm tập trung là cúng mỗi xóm một ngày. Mà phải mổ của chó hết, chó hay gà. Tức là mỗi một xóm sẽ mổ một con chó? Một, từ ít nhất phải là từ 2 đến 3 con chó. Ồ thế cả, nhiều thế cả? 3, 4 con chó. Ây da. Một xóm. Mấy gà ít thôi. Thế bây giờ mà để cho mình mà mổ một con chó thì nói thực với các bạn là trong khả năng là có thể làm được. Thế nhưng mà bằng nhiều điều thì mình lại không muốn làm. Đấy, thứ nhất là sát sinh. Đấy, lại chó, lại loài động vật mà nó cũng thông minh nữa. Nó là bạn con người mà bây giờ lại mổ nó thì đấy thì cháu cũng, em cũng hơi lăn tăn cái khoản đấy. Khó nhở? Phải như thế. Thì này nó chỉ có thích chó, ăn chó, cúng chó, không ngoài ra gà ít, lượng gà ít. Anh vừa dùng cái từ là kiểu cái miếu này là chỉ có thích chó, ăn chó. Chó. Cúng bằng chó. Cúng chó. Ăn cúng xong là xong thì là ra bãi ngay chỗ đền đấy ăn ở đấy luôn. Tất cả mọi người đều ăn ở đấy. Xong mới về. Cái miếu gì kỳ lạ nhỉ? Thừa thì mới được mang về, còn tự nhiên mà mang về để nhà ăn không được. Đây, ngôi miếu ở ngay trên đỉnh của cái ngọn đồi nho nhỏ này. Mặc dù rất gần thôi, chỉ còn cách vài bước chân, nhưng mà chúng tôi không được phép tiếp cận. Thì nghe anh Hùng nói rằng là
đặc biệt cái ngôi miếu này khi mà mọi người đến thờ cúng ấy, thì phải cúng bằng chó à? Phải mổ chó à? Chó. À, thì tức là mọi người sẽ đem những cái con chó sống đến đây và giết mổ ngay phía cái sân ngoài này và ăn uống, là tức là phải mang ăn hết chứ không được phép mang về. À, rất là kiểu một cái tục lệ rất là kỳ lạ mà lần đầu tiên mình cũng nghe thấy. Bây giờ thì mình thử ra cái khu mà mọi người làm lễ xem đi. Đây này, tôi thấy ở trước cái con đường dẫn vào ngôi miếu. À, lúc đầu thì tôi tưởng ngôi miếu được rào nhưng mà không hề các bạn ạ. Con đường lên thì rất là gọn gàng, sạch sẽ, chứng tỏ rằng là có cái bàn tay của con người luôn luôn là tỉa tót. Mặc dù nó nằm ở trên đỉnh đồi mà xung quanh đều là cây cối tùm, nhưng các bạn để ý mà xem là nó đã được chăm sóc rất là kỹ lưỡng rồi. Phải nói rằng là có một điều gì đấy mình nhìn vào thấy rất là thiêng liêng. Còn ở ngay cái sân này, một cái sân tôi nghĩ là cũng thấy cái sự chăm sóc, tức là cắt cỏ liên tục luôn, là có một cái bàn bằng bê tông ở đây để thịt chiếc các thứ, làm thịt chó chiếc xong vào đây để mổ xẻ ở đây, mổ ở đây luôn để làm mang nhưng mà nướng xong thui các thứ thì cũng ở khu vực này đây, đây chỗ ở cái sân phía trước này đúng đây, không đây. Thế còn những cái này sợi dây này, treo thịt trước các thứ, treo thịt à? Đây là thớt để chặt rồi thái thiếc xong ăn thái. Ngay bên cạnh đây là một cái khe nước, tôi nghĩ cái nước này là vừa để cung cấp nước cho những cái đồng ruộng, đồng lúa, và cũng để ví dụ khi người ta làm lễ, người ta lấy cái nước ở đây để rửa ráy, ví dụ làm chó chẳng hạn. Mà cũng kỳ lạ nhé, tại sao lại là chó nhỉ anh nhỉ? Tức là những cái con vật nào đem làm lễ được chó này, gà này? Chó mới gà thôi đúng không? Chứ còn ngoài ra là bò là không được à? Không được, chỉ được phép là chó đấy, thịt chó. Động này nó chỉ gọi là thịt chó, không ngoài ra không có gì như gà đấy. Thực sự là ngôi miếu đang rất là kỵ chó. Tôi không hiểu sao ở đây lại có một chú chó đi lạc ở đây. Này, nào. Thực sự là tôi muốn kéo nó về phía ngôi miếu cùng với tôi, nhưng mà nó lại sợ. Có thể là nó sợ mình thôi, chứ không phải nó sợ ngôi miếu. Milu, chắc là nó sợ mình thôi. Mình rất cần một người bạn đồng hành bốn chân như này để tới cái ngôi miếu đó xem như thế nào. Nhưng mà xem ra nó không hợp tác rồi. Em ơi, em làm ruộng ở ngay gần cái ngôi miếu này thì em có cảm thấy sợ hay là như nào không? Ở đây thì cũng gọi là bình thường thôi anh ạ. Cũng ở đây thì nó cũng thiêng, nhưng mà người dân trong làng này kiểu như là cứ ra riêng ấy, thì mình làm cái lễ ra cầu lộc ở đây ấy. Thì là làm xung quanh đây không vấn đề gì anh ạ. Tức là mình cũng đã kiểu xin phép, đó cũng như là một cái nơi mà tôn thờ những cái người mà đã phù hộ cho làng mình, xóm mình rồi đúng không? Thì mình cũng không sợ đúng không? Nhưng mà anh thấy hỏi chuyện mọi người thì mọi người rất sợ cái việc là sẽ phải vào ở phía trong cái ngôi miếu đấy, đúng không? Vào trong này thì đúng là sợ thật anh ạ. Bởi vì là vào đây thì ít khi có ai vào lắm.
không ai vào những cái dịp bình thường này cả. Chỉ vào những cái dịp cầu lộc thì mình vào phát cỏ, dãy cỏ ở trong đấy thôi. Còn bình thường thì không ai dám vào. Nếu mà đã có một cái trường hợp nào mà người ta cố tình người ta vào mà không làm lễ và cũng đã phải gặp những cái hậu quả gì chưa? Em đã nghe nói chưa? Cái đấy thì em không rõ lắm, nhưng mà người ta kể ấy, thì là mình cố tình mà đi vào mà không ấy, không có sự kiểu như là sự xin phép ấy, thì là về thì kiểu như là không biết là như nào, nhưng mà tự nhiên lại ốm đau thôi. Ốm đau chẳng hạn như liên miên ấy, đi bói toán thì lại ra bảo là đây trừng phạt, bởi vì là không, ví dụ như đi qua lại không xin phép hay gì đấy. Vì vậy nên là cũng có nhiều trường hợp về đang tự dưng đang con người mình đang bình thường ấy thì thành đổ bệnh. Thực sự thì ngôi miếu rất gần tôi các bạn này, là đứng từ phía dưới chân của con đồi này đã nhìn thấy rồi. Giữa một khu vực đồng ruộng bỗng nổi lên một cái, tôi nghĩ ở đây gọi là cái gò thì chính xác hơn là một quả đồi, bởi vì nó không quá to cũng không quá cao. Ở trên thì có khá là nhiều những cái cây cao và cái tiếng ve. Riêng khu vực này thì ve này, rồi một số loại chim cò là nó đậu ở trên này. Và tôi thấy ở dưới cái tầng thấp ý, thì lại rất nhiều những cái cây ngải cứu và dương xỉ. Đặc biệt là rất nhiều ngải cứu nhá. Đây này. Ngải cứu thì với người ở dưới xuôi thì nó là một cái vị, cũng có thể là vị thuốc và cũng có thể dùng để làm thực phẩm, để chế biến món ăn. Còn ở đây thì tôi thấy rất nhiều luôn. Và nơi đây thì đã không biết bao nhiêu con chó đã phải bỏ mạng ở đây, bởi vì chúng sẽ được làm vật tế, làm cái đồ cúng lễ. Cũng không biết là cái tục lệ này bắt nguồn từ đâu, mà tại sao lại là chó, và tại sao tất cả mọi người đều sợ cái ngôi miếu này đến như vậy. Và thực sự với các bạn nha, là tôi thấy nó rất gần rồi và tôi cực kỳ muốn đi vào. Tức là chỉ vài bước chân thôi là tôi có thể vào được rồi, nhưng không dám, bởi vì là xung quanh là mọi người đang làm ruộng, và nếu như họ phát hiện ra thấy một người lạ mà động chạm tới cái điều mà tâm linh của xóm, của làng, thì họ sẽ không để cho mình yên đâu. Mà tôi thấy là họ cũng rất là nghiêm túc trong vấn đề này. Hiếm có một cái nơi nào mà tôi hỏi ấy, là từ xóm trong cho tới xóm ngoài, thậm chí là ở những cái ở cái huyện khác rồi, họ cũng cảm thấy sợ luôn mà họ không muốn bén mảng tới đây. Chứ đừng nói rằng là tự nhiên đến để xâm phạm, để khám phá. Ở trên gò đất, ở cái phần cao nhất thì tôi thấy có một cái chòi được làm mái cũng khá là kỹ lưỡng, cẩn thận. Nó... nếu mà để thờ cúng thì gần như là bốn xung quanh đều không có tường. Điều này thì rất dễ là gió với cả nước mưa có thể hắt vào. Nhưng mà nơi đây là một trong cái địa điểm tâm linh, có thể nói rằng là bậc nhất ở khu vực này, khu vực ở Mai Châu, Hòa Bình. Một cái nơi mà gần như là tuyệt đại đa số người dân đều rất là tin tưởng, và họ tôn thờ và họ rất là sợ hãi cái nơi này. Để mà rõ hơn về cái ngôi miếu này thì tôi cần lời kể của nhiều người thì mới có thể nắm rõ và có được cái thông tin khách quan được. Thì hiện nay tôi thấy có một cô hay một ai đấy, bởi vì đứng ngược lại phía tôi không nhìn rõ mặt. Cháu chào cô ạ. Cháu chào cô. Cô không nghe.
À, con chào bà. Ta thường là nói với các cô bên kia. À, bà thì nghe thấy chào cô là không phải mình rồi đúng không? Nếu mà chào bà thì mới đúng là mình đúng không? À, anh thông cảm. Dạ. Con lại thấy bà đang mải cấy quá, tưởng bà không nghe thấy. Bà ơi, con hỏi bà một chút đúng không? Là bà ơi, cái miếu ở ngay đây này thì là bình thường là một người bình thường là có vào được không? Bà cũng không rõ mấy, nhưng mà thường thường mấy năm trước đây thì người bình thường thì người đi bắt con rắn hay là đi bắt con dết gì đó để bảo chỗ ấy thì nó hay đơ người. À, bị đơ người à? Vâng. Tức là vô tình vào đây là đơ người. Vâng. À. Trước đây mấy năm trước đây, còn gần đây thì bà cũng không rõ mấy. À. Thì cũng thì... Thả nào thế, bình thường mọi người sợ vào đấy nhỉ? Tức dạ. Phải có công, có việc gì đấy, thờ cúng thì người ta mới vào đúng không? Dạ. À. Thì có mấy năm cách đây thì có mấy người, có một người ở dưới shop nào ở dưới kia. Nó đi bắt con rắn, nó bảo chỗ ấy về nhà thì cũng đi luôn. Đi luôn à? Đi luôn. À. Không cứu được. À, không cứu được? Không cứu được. À, con bảo bà sống ở đây đã lâu ấy. Thì đã bao giờ bà phải vào đấy làm lễ gì chưa? Chưa. Chưa à? Mình cũng chưa có việc gì quan trọng, mất mát gì để vào đấy để nhờ xin giúp đúng không? Mà con nghe nói rằng là khi mà mất trâu, mất bò gì đấy hay là bị làm mất cái điều gì đó thì người ta vào đây người ta cũng cầu xin đúng không? Có. Có à? Vâng. Trước đây cũng nghe thấy thế đấy, nhưng mà gần gần đây thì bà cũng già rồi, không đi đâu mà nghe người ta nói nữa, thế cũng... Thì có cái điều gì mà cầu xin mà trúng được không ạ? Tức là cũng được ấy. Có. Trước đây thì phải có đấy, bây giờ thì không rõ mấy, gần đây. Như nào bà nhỉ? Trước đây là như nào? Là người ta cầu xin cái gì là người ta được? Ví dụ như ngày trưa thì lúa này bị trâu cắn, hay là bị ngô bị trâu bọ cắn thì người ta bảo đấy cầu xin thì cũng thấy giảm. À, giảm à? Vâng. À. Thế đấy, chỉ có bà chỉ biết gió viết bằng ấy thôi. Vâng. Còn hơn nữa thì bà không biết. Vâng ạ. Vâng, con cảm ơn bà. Dạ, con chúc bà sức khỏe nhá. À, thế bà chúc khỏe cả hai anh đi làm việc cho nó may mắn rồi trọn vẹn. Dạ, con cảm ơn bà nhiều ạ. Dạ. Như vậy thì mỗi người đưa cho tôi một cái câu chuyện khác nhau về cái ngôi miếu này, nhưng tựu chung lại đều là những cái nỗi sợ và tôn thờ, và mọi người gần như đều cho rằng là mặc dù họ không trực tiếp và trải qua những câu chuyện đó, nhưng mọi người đều cho rằng nó rất là linh thiêng. Do đó thì tôi có thể khẳng định và kết luận một lần nữa, đây là một trong những ngôi miếu được tôn thờ nhất ở khu vực Mai Châu, Hòa Bình. Có lẽ là đây cũng là một trong cái lần hiếm hoi có khi mình sẽ phải tạm dừng cái mong muốn là khám phá cái ngôi miếu ở đây. Bởi nếu mà phải làm sát sinh một chú chó thì cũng tội. Thì có thể là mình sẽ quay trở lại khi mà các xóm ở đây họ làm một cái lễ gì đấy. Thì anh ở đây thì nếu mà họ làm lễ gì thì anh bảo em nhá. Anh thông tin cho em thì em đến thì em làm tiếp. Ừ. Cái này nó chỉ một năm một lần thôi. Vâng, thì là vào dịp Tết à? Vào dịp Tết. Ừ. Thì chắc lại phải chờ đến Tết rồi. Ra Tết đấy, mùng mấy nhỉ? Mùng mấy Tết nó mở cho cháu nhỉ? Nó ra Tết đấy, không biết là nó vào mùng 6 sao? Vâng, thì có gì thì anh cứ gọi cho em nhá.